cho tới giờ người ta vẫn nhìn mình là một tấm gương thất bại. Mình được lấy ra làm ví dụ về pitching, về rất nhiều lỗi mà cần phải rút kinh nghiệm. Đó là một cái giai đoạn rất đen tối. Cảm giác xin sếp nghỉ việc là cảm giác vợ chồng lục đục đến mức muốn ly dị. Thì việc đầu tiên thôi là hãy chấp nhận cái bản thân mình cao 1m6, nặng nhiều đô ký và hiểu biết cũng chỉ gian đó. Mình đưa mình về trạng thái rỗng và thích nghi với các cái cơ hội mới, đó là à, như vậy mình có cái đậu xe, mình thay vì để chờ lãng phí, mình có thể tham gia các cái sàn vận chuyển, các cái platform như Logivan, như EcoTruck, như Smartlock và có thêm doanh thu. Nó câu chuyện nó bây giờ nó cực kỳ dễ dàng, chỉ cần một điều duy nhất: anh chị có muốn thay đổi hay không? Bản chất sau cùng của chuỗi cung ứng logistics là gì? Giảm chi phí từ nhà máy tới khách hàng. Làm sao thông minh nhất, và anh nói luôn, tỷ lệ trung bình là 16-20% giá thành một sản phẩm. Trong bối cảnh nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, logistics ra đời như một giải pháp cho nhu cầu sản xuất và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng thuận tiện và nhanh chóng nhất. Mặc dù ra đời chưa lâu, nhưng logistics đã dần khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 2 năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã buộc mọi lĩnh vực phải chuyển đổi mình để phù hợp với tình hình mới. Đại dịch là chất xúc tác đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành dịch vụ logistics. Vậy thực trạng của chuỗi cung ứng logistics hiện nay như thế nào? Xu hướng chọn nghề logistics sao cho phù hợp? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Chuyên gia nói. Võ Hằng Yến xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang quay trở lại với khung giờ quen thuộc của Chuyên gia nói. Và ngày hôm nay đồng hành với Hằng Yến lại là một CEO vô cùng điển trai và tài năng, anh Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của iBosses Việt Nam, Giám đốc Chiến lược, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược của tập đoàn VNPT. Tôi cùng với Hoàng Yến gửi lời chào tới chương trình. CEO, chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa, Tổng Giám đốc iBosses Việt Nam, Giám đốc Chiến lược, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược tập đoàn VNPT, là một người lãnh đạo tài ba với hơn 30 năm kinh nghiệm thương trường. Ông Thái Hòa không chỉ giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, tái cấu trúc và chuyển đổi số, mà ông còn là một người đam mê âm nhạc, tài tử chuyên hát dòng nhạc trịnh, đồng thời cũng là một diễn giả nổi tiếng. Cuộc đời ông có 3 niềm đam mê lớn, đó là nhạc trịnh, kinh doanh và học võ. 3 yếu tố đó cùng hòa quyện trong đời sống, giúp ông rèn luyện mình thành một người có niềm tin yêu và luôn truyền ngọn lửa thổi bùng giấc mơ Việt Nam cho các thế hệ trẻ. Và nói về logistics thì chúng ta không thể nào không mời một khách mời là một chuyên gia của tập này. Xin được giới thiệu anh Trần Duy Khiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần 365 Connect. Ông Trần Duy Khiêm, Giám đốc Công ty Cổ phần 365 Connect, chuyên tư vấn các giải pháp về tài chính, marketing và công nghệ cho các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực logistics ở các công ty lớn như P&G, Gematic Logistics, EcoTruck, SmartLock, tập đoàn VIOT, ông Trần Duy Khiêm cùng các cộng sự của mình đã mang nhiều giải pháp công nghệ cho các công ty ở thời kỳ đổi mới. Từng đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, tưởng chừng như phải bỏ cuộc, nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm, ông Khiêm đã cùng những người anh em của mình thành lập ra công ty 365 Connect để kết nối mọi người. Lần đầu tiên cho phép Khiêm gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã cho mình được cái cơ hội đến được gặp Hoàng Yến, được gặp anh Thái Hòa. Là một người mình rất là ngưỡng mộ từ lâu rồi. Mình xin giới thiệu nhanh, mình thì học khoa quản lý công nghiệp trường Đại học Bách Khoa. Thời gian công tác của mình trong ngành logistics là khoảng hơn 10 năm. Và với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề logistics, là một trong những cái chủ đề mà coi như là logistics nè, rồi chuyển đổi số nè, số hóa là vấn đề mà em nói thiệt là em như một tờ giấy trắng á, em không biết gì luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà rất là thu hút mọi người hiện nay. Đó chính là về logistics, số hóa trong logistics và xu hướng chọn nghề của logistics hiện nay. Đến với chương trình thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu một tí xíu về khách mời. Em thấy anh trên đó có một cái câu quote rất là hay: con người vốn không hoàn hảo, một khi thừa nhận bản thân, khuyết điểm sẽ không còn là điểm yếu của bạn. Câu quote này của anh Peter Tinker, là cái diễn viên phụ xuất sắc nhất của series phim truyền hình nổi tiếng Mỹ là Game of Thrones. Cái anh này ảnh bị lùn bẩm sinh, nhưng mà ảnh có một cái năng lực trí thông minh và cái khả năng gọi là
thuyết cắt, thuyết phục và xoay chuyển được tình hình bất chấp cái điều kiện bất lợi về ngoại hình. Và cái câu code nó chạm được với mình, bởi vì mình cũng có rất nhiều cái khuyết điểm, mình cũng đã gặp rất nhiều cái thử thách trong cuộc đời này rồi. Phần điểm yếu đó em để dành nha, em thấy cũng có tò mò nhiều thứ rồi đó, nhưng mà để em để dành từ từ em khuyên sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề là số hóa, chuyển đổi số, logistics. Thì bây giờ cho em hỏi luôn hai anh, chuyển đổi số với số hóa nó có phải là một hay không? Với Hoàng Yến, với những bạn xem đài, anh rất là muốn quay lại những khái niệm căn bản. Logistics là gì? Có đủ là vận tải hay không? Thì xin thưa là không bao giờ logistics đi một mình. Từ chuyên môn của các chuyên gia, nó đi chung với chữ supply chain, tức là chuỗi cung ứng logistics. Supply chain logistics là gì? Là chuỗi cung ứng và giao thông vận tải. Tại vì giao thông vận tải chỉ là những giải pháp. À em hiểu rồi, có nghĩa là giao thông vận tải là di chuyển, vận chuyển. Exactly. Còn chuỗi cung ứng là cái nhu cầu cung cấp để mà mình cung ứng cho việc giao thông vận tải chạy. Chính hoạt xác. Động. Dạ rồi đó. Thì cái bức tranh kia nó phải đủ power, nó phải đủ mạnh mẽ, nó phải đủ thông minh thì cái giải pháp này mới tốt nhất. Yeah. Còn nếu không, em chỉ logistics thì em lại tốn tiền nhiều nhất. Đôi khi con đường của em đi lằng ngoằng. Thì như vậy là chúng ta hãy gọi đúng tên của nó là supply chain logistics, tức là chuỗi cung ứng logistics. Em xin tiếp lời của anh Hòa. Ví dụ Hoàng Yến mua một cái túi sách Gucci ở Mỹ, Hoàng Yến lên, Hoàng Yến đặt online, thì cái quá trình thực tế xảy ra như vậy, cái nhà sản xuất người bán sẽ đóng gói lại, chuyển ra cái kho, đưa lên máy bay. Máy bay bay về sân bay Việt Nam, làm thủ tục nhập khẩu, sẽ có một bạn cầm cái túi đó đưa đến tận tay Hoàng Yến. Thì như vậy nó sẽ khoảng 6 tới 8 cái đơn vị có liên quan, bao gồm là vận tải, là kho, là hải quan, là cảng, là xe tải lớn, xe tải nhỏ. Cái quá trình đó có qua rất nhiều việc và nó được đặt chung với một cái dù. Cái dù nó che lại, nó gọi là logistics. Còn bản chất là mỗi bên là nghiệp vụ và họ nối với nhau. Thành ra đúng như anh Thái Hòa nói, đó là supply chain logistics là cái luồng về hàng hóa. Thì logistics bản chất là hàng, còn supply chain nó có ba cái luồng, đó là luồng hàng hóa, luồng tiền và luồng thông tin. Ví dụ như Hoàng Yến mua, Hoàng Yến phải cần lấy thông tin, thì lại đặt hàng, sau đấy là Hoàng Yến phải trả tiền, là đẩy tiền qua và hàng đi về đây. Thì nói một cách đơn giản như vậy. Anh nói dễ hiểu hơn một tí nữa là toàn bộ cái chuỗi cung ứng để hàng mình tới được người dùng. Tức là trong chuỗi giá trị lớn á, nó chia ra mấy thứ nè. Sáng tạo tức là R&D, nghiên cứu phát triển ra sản phẩm nha. Xong sản xuất sản phẩm là một chuỗi. Từ khi sản xuất ra khỏi nhà máy cho đến khi người khách hàng tiêu dùng nhận được thì nó gọi là chuỗi cung ứng logistics. Chứ không chỉ là thuê xe để chạy. Cả chuỗi này nó có giá trị gì? Anh nói ví dụ là ngày xưa bọn anh làm ở một tập đoàn điện nha, một tập đoàn công nghiệp điện, và khi làm những cái thiết bị điện á, thử đố Hoàng Yến với các bạn xem đài, có biết tại sao một cái dây cáp điện của máy laptop mình, các bạn nhìn thấy laptop không, thì nó có một cái dây nối đúng không? Nhưng cái dây nối đó luôn luôn có một cái cục sạc, cục bự này, cái cục điện cộng với cái độ cắm của đoạn cuối. Em cắm vô cái laptop hai, luôn đúng anh? Rồi, cắm vô laptop. Nó có hai cái đầu rút ra được. Thì về bản chất, sự quyết định của hai miếng này nè là do chuỗi cung ứng quyết định. Em biết tại sao không? Tại vì cái cục điện kia là cục tốn tiền nhất của cái dây đó. Nó có cái cục tăng thô đó, cái cục điện đó. Thì cục này vì nó tốn tiền nhiều nhất thì nó sẽ sản xuất ở một nơi rẻ tiền nhất. Thường thường trên thế giới là Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Nó sẽ sản xuất hàng tỷ cái. Cái đoạn cuối là cái đoạn đi về từng quốc gia, tại vì cái ổ cắm điện mỗi quốc gia khác nhau. Như vậy cái chuỗi cung ứng này nó sẽ để về cái kho tổng, là cái hàng tiêu chuẩn chuẩn nhất giống nhau toàn thế giới thì để một cái kho tổng. Còn cái đoạn cuối là do từng quốc gia quyết định. Ví dụ cái Việt Nam nhỏ là mình xài đồng tiền khác nhau, 220 đúng rồi, đúng rồi. Thì như vậy ý anh ở đây là trên toàn giá trị, không phải chỉ dịch chuyển hàng mà nó chia ra cái nào lợi cái nào hại. Bản chất sau cùng của chuỗi cung ứng logistics là gì? Giảm chi phí từ nhà máy tới khách hàng. Làm sao thông minh nhất, và anh nói luôn, tỷ lệ trung bình là 16-20% giá thành một sản phẩm. Bắt đầu mình hỏi về số hóa đi anh. Cái chuỗi cung ứng này giờ anh nói rất là hay. Trong cái thời điểm dịch bệnh Covid này nè, thì tại sao chúng ta bắt đầu áp dụng số hóa vô, và nó thay đổi cái gì cho cái việc logistics này? Trong cái mùa giãn cách á, thì người ở đâu thì ở yên đó, đúng không? Thì hàng ai cũng phải ăn. Thế là cần phải hàng hóa phải đến được với con người. Trước đây chúng ta ra siêu thị, chúng ta ra cửa hàng tiện lợi, chúng ta có hàng. Giờ ở nhà thì giải quyết bài toán như thế nào? Mình lấy một cái cây rất thực tế là một cái chuỗi cửa hàng thực phẩm, họ mua, họ là đơn vị phân phối hàng hóa. Và trong cái mùa xe tải còn rất ít và đi lại hạn chế khó khăn, họ đã nghĩ được một cái giải pháp, đó là dùng taxi, chất hàng ra taxi và chở đi. Nếu mà đi giao cho từng người là cũng impossible luôn. Thì cái bài toán lúc đấy là mỗi chung cư
thì có một cái nhóm Zalo và có một cái bạn nhóm chỉ đứng ra nhận order và bạn đó báo đơn hàng lên. Khi xe đến, bạn sẽ nhận cái lượng hàng đó và bạn tự đi bộ đi giao được từng căn nhà. Và đó là hàng đi đến tận nhà, và đó là sự gọi là rất linh hoạt ứng biến của người Việt Nam mình trong cái mùa dịch đó. Mà người nhìn nhé, lên Zalo lấy thông tin, tổng hợp thông tin, gửi đơn cho ví dụ như cửa hàng Bách Hóa Xanh, là Coop Mart, là Satra vân vân, và các đơn vị đó gói, sau đó giao về cái chung cư cho đúng người thôi, và cái bạn đó bạn đi distribute lại, đó là logistics. Nhưng mà số hóa áp dụng nha. À, số hóa đó là giao tiếp thay vì trước đây gọi điện thoại ghi tay đúng không, lên Zalo điền vô cái Google Form, gửi cái email bên kia nhận, tự chia mỗi cái bịch có dán tên có dán nhãn, về đây cầm kiểm tra xong đi ra. À vậy đó là thuận lợi. Đúng. Vậy còn khó khăn thì sao anh? Khó khăn của cái chuyển đổi số đó là cái sự chậm và nhanh. Cái khó khăn sẽ diễn ra đối với những người chậm thích nghi về công nghệ thôi. Còn cái xu hướng công nghệ là ai cũng có smartphone, ai cũng cài app, ai cũng có thể đặt hàng online được rồi. Là khó khăn cho người sử dụng thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình phải những người lớn tuổi chẳng hạn, chính xác, thì mình phải hướng dẫn cho người ta cách làm, cho mà làm thói quen. Tại vì nhiều khi họ vẫn giữ thói quen đi ra ngoài đường mua đồ. Đúng. Và sử dụng tiền mặt. Chính xác. Chứ có nghĩa khi họ cũng không sử dụng thẻ nữa. Dạ. Nó có hai khái niệm Hoàng Yến hỏi rất là hay là số hóa và chuyển đổi số. Hiện nay nó đang lẫn lộn hết trơn. Và làm cho cả nước lúc nào cũng nói số hóa, lúc nào cũng nói chuyển đổi số, chuyển đổi số. Thế các em nhiều khi cũng tưởng số hóa là chuyển đổi số mà. Dạ. Đúng rồi. Đó. Thế thì bây giờ anh nói một khái niệm căn bản nhất nè. Cái lợi đầu tiên của việc số hóa và chuyển đổi số nha. Em có 1.000 cái đại lý trên đất nước Việt Nam. Trước đây nếu bán chữ truyền thống là ghi bằng tay trên giấy. Ví dụ cái đại lý ở Cà Mau viết tay trong sổ của mấy bà cụ bán tạp hóa chẳng hạn ha, nhập hàng của em. Xong cuối tuần may ra đứa con nó về, cái đưa nó lên nhập vô Excel. Rồi cái file Excel đó mới gửi về cho kế toán của vùng. Rồi vùng mới chuyển lên trên Hà Nội hay là Trung ương gì đó. Thế thì nó qua rất nhiều công đoạn làm bằng cơm. Trong người chuyên môn của số hóa có một cái thuật ngữ gọi là cái gì mà sức người làm thì người ta gọi là làm bằng cơm. Còn cái gì mà digital làm, tức là làm bằng số, tức là bằng công nghệ số. Nếu em có một phần mềm, cái bà cụ bán hàng kia thay vì ghi trên sổ tay thì nhập vô cái phần mềm này, mà kích cực kỳ đơn giản luôn, là chỉ có doanh thu ngày hôm nay bán được 1 triệu, bác bấm vô đây giùm con trên cái điện thoại này, mở ra bấm 1 triệu enter, thì con số 1 triệu này ngay lập tức xóa hết tất cả các tầng lớp kia và nó cập nhật về trung ương. Nó gọi là real time, không cần phải đợi cả tháng trời nó mới báo cáo số về, thì cái phần mềm nó giải quyết trong một moment, một tích tắc. Như vậy em đang lợi cái gì? Em đang lợi cả một cái chuỗi công việc nhập vô địa phương, báo cáo tài chính, báo cáo, và ngay lập tức trong vài giây người ta có số ở trung ương, toàn bộ nguồn nhân lực. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực và đi tới real time. Thì đó là cái giá trị gọi là sử dụng của chuyển đổi số và số hóa. Thế thì số hóa là gì? Số hóa là chuyển những dữ liệu này lên thành dữ liệu điện tử. Cái chữ số nó không phải là number bằng tiếng Anh, mà nó là digital, chuyển đổi số, mà trong tiếng Anh nó gọi là digital transformation. Cái chữ transformation là phải chuyển giá trị này thành một giá trị khác thông minh hơn. Số hóa là bước một của chuyển đổi số. Em số hóa ra, em có dữ liệu, bây giờ người ta mới dùng cái dữ liệu này, người ta làm cái gì giỏi hơn. Ví dụ đây, ngành của anh Kim, Kim sẽ có tất cả dữ liệu vận tải nó đang như này nè, nó tốn bao nhiêu đây tiền nè, ra một cái app, ra một cái giải pháp gì thông minh hơn, thì lúc này cái app này là chuyển đổi số. Chuyển đổi số, chuyển đổi số là một cái thông minh hơn. Chính cuối cùng, cái cuối cùng để giải quyết cái vấn đề mà chạy bằng cơm như anh nói. Đúng rồi. Hay quá, đây là nếu hôm nay là Hoàng Yến mở ra vấn đề là, thì đi vào logistics. Không hiểu gì như em nhưng mà đã hiểu rồi đó. Là có nghĩa khán giả đang xem đài cũng đã hiểu được vấn đề này một cách rõ hơn và cụ thể hơn. Xe tải nhiều khi có những thực trạng là đi một đống ra xong rồi về không có gì hết. Khoảng đâu 3-4 năm trước là cũng đó có những cái giải pháp vấn đề này rồi, thì không biết là hiện tại nó đang đi về đâu. Ok. Ở Việt Nam hiện giờ có khoảng 1 triệu xe tải. Trong 1 triệu xe đấy thì khoảng 60% được gọi là xe tải nhẹ, 40% còn lại là xe tải nặng, nghĩa là từ 5 tấn trở lên. Xe tải nhẹ là khoảng 2 tấn tới 5 tấn là họ di chuyển những cung đường đâu đấy khoảng dưới 200 km trong một ngày. Còn cái xe tải lớn thì họ sẽ di chuyển những cái đường trục, đường dài 1.000-2.000 km. Quốc lộ. Đúng rồi, là vì nguyên tắc hiệu quả thôi. Đi đường xa thì phải đi xe lớn. Bài toán mà xe rỗng chưa về là gặp rất nhiều đối với cái xe mà chạy trục Nam Bắc. Lý do mà nó bị lãng phí đó là vì sự bất cân đối về luồng hàng hóa. Cái đầu mà sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu là phía Nam, đầu sản xuất là công nghiệp thì chủ yếu phía Bắc. Thế thì cứ 3 chuyến ra thì có 1 chuyến vô có hàng.
đối với nhóm xe tải nhẹ thì gần như người ta đang chấp nhận luôn cái thực tế một cái xe 2 tấn cứ sáng lấy hàng từ Bình Dương chạy về các siêu thị để giao hàng xong gần như chạy không về, và đó là cái lãng phí rất là tồn tại mỗi ngày. Thế thì cái giải pháp thì một cái thuật ngữ tương đương để gọi là nền kinh tế chia sẻ, sharing economy, nghĩa là nếu như cái đó lãng phí thì tôi có cách tôi tạo ra giá trị cho nó, tôi chia sẻ nó. Các startup lần lượt xuất hiện trên thị trường. Cái đầu tiên nếu mà mình kể trên thị trường nó phải là EcoTruck, Logivan, SmartLock cũng có sàn. Sau đấy là các một loạt luôn, Bonbon, Loclac, Seta, đâu đó khoảng hơn 10 cái đơn vị đang giúp giải quyết cái bài toán là xe rỗng chiều về. Và mỗi đơn vị chọn một cái ngách và một cái nhóm đối tượng phục vụ khác nhau. Mình ví dụ như EcoTruck, họ rất mạnh trong cái giải quyết bài toán là xe container lấy hàng nhà máy đi ra cảng chạy về không, thì họ sẽ mapping để có cái hàng từ cảng khác lên chạy ngược về, như là họ sẽ chỗ khác để kiếm cái hàng khác đúng rồi để chạy ngược về. Ví dụ như Logivan thì rất mạnh về mặt xe tải cỡ trung và cỡ lớn chạy nam bắc, bắc nam. Họ có cái số lượng xe tải mà gia nhập mạng lưới của Logivan đâu đấy ở giữa 50.000 tới 80.000 xe tải trên toàn Việt Nam. SmartLock thì chọn một cái ngách khác, đó là giúp làm cái sàn vận tải cho một số doanh nghiệp mà có đủ quy mô lớn. Ví dụ như là Bưu điện Việt Nam, họ có 11.000 cái bưu cục và có hai cái trục gọi là cái tổng kho. Miền Bắc là ở Phạm Hùng, số 5 Phạm Hùng, ở miền Nam là cái kho rất hiện đại ở khu Hiệp Phước. Hàng hóa được gom cuối cùng về hai cái kho tổng này. Rồi nó chạy. Và trên đường đi thì cái đường xương cá nó cứ rẽ nó chia. Thế thì cái trục này một ngày nó cứ từ 300 cho đến khoảng 1.000 chuyến xe chạy được ở hai cái trục này. Cái cách truyền thống là họ có những vendor có bảng giá cố định, hợp đồng cố định. Thì khi mà cái xe mà rẻ nhất là xe rỗng mà nó phải đi về thì họ đưa ra cái sàn đó, họ cho các cái xe nhìn thấy các cái đơn hàng, các cái đơn vị sẽ bidding tôi chọn chấp nhận cái giá nào. Thì cái giá vì nó rẻ mà, cho nên là họ chấp nhận một cái mức giá rẻ hơn mức bình thường và đem lại lợi ích cho cả cái ông chạy mà cả VN Boss. Cái đó là giống như là một cái trước khi mà tẻ ra ship hàng cho người dân đó. Đúng rồi, đúng không thông minh được. Dạ. Để full load tức là đầy. Hàng đó cho nên là đôi khi là mình đặt hàng là mình phải có thời gian chờ, là để chờ chờ cái ông xe rỗng đó. Được. Ông đi gom đủ cái xe đó. Được. Và lý do tại sao mà có giao hàng nhanh giá này, giao hàng tiết kiệm giá kia. Vậy thì cho em hỏi luôn là về những cái cơ hội hay thách thức của doanh nghiệp khi mà mình số hóa logistics. Về mặt cơ hội á, thì thứ nhất là cái chi phí về mặt công nghệ đã giảm hơn ngày xưa rất nhiều. Có nghĩa là ngày xưa nếu như mà mua phần mềm mà quản lý vận tải kiểu Oracle OTM khoảng trên 1 triệu đô, thì bây giờ cái cùng phần mềm quản lý vận tải đó chúng ta có thể thuê và một tháng chúng ta trả trong vòng khoảng từ 5 cho tới 15 triệu cho một cái doanh nghiệp khoảng 300-400 xe. Nó rất là rẻ so với ngày xưa. Cái thứ hai đó là cái sự thói quen. Ngày xưa thì chúng ta các bác tài đều kiểu truyền thống, nhưng bây giờ không có ai không có di động, không có điện thoại cùng gạch luôn. Năm sau là khi mà cắt 2.5G thì mọi người đều dùng điện thoại thông minh, và khi cái điện thoại thông minh là làm được rất nhiều chuyện, làm công việc, theo dõi vị trí, chụp hình, báo cáo, giao tiếp, nhắn tin, tất cả trên điện thoại thông minh. Thế là cái thói quen có sẵn và mọi người sẽ tap in, tức là mọi người bắt đầu cái chuyện đó rất dễ dàng. Thuận lợi thứ ba đó là sự thay đổi về hành vi của khách hàng. Ngày xưa chúng ta đi ra siêu thị chúng ta mua, chúng ta chắc một đống trong tủ lạnh, bây giờ chúng ta bấm trên app và chúng ta đặt. Thế thì để đạt được cái mục đích đó, cái câu chuyện mà hàng đến đó, thì cái hoạt động logistics cần như phải liên tục mỗi ngày. Cái hành vi đó thúc đẩy sự phát triển nhu cầu về mặt vận chuyển hàng hóa. Thế còn cái yếu tố khó khăn, sự chiếm lĩnh của các cái giải pháp nước ngoài, là vì họ đi trước, cái thị trường họ lớn và họ chấp nhận hơn, và họ xâm lấn thị trường Việt Nam. Grab từ nước ngoài, Uber từ nước ngoài, Uber for truck họ có trước, và họ chủ động đi vô và họ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Nó sẽ bóp chết những cái doanh nghiệp Việt Nam có thể có ý tưởng luôn, nhưng vì chân những đi sau và không nhiều tiền bạc, và họ dùng tiền họ hốt thị trường. Anh bổ sung cái ý của Kim ấy, ở hai vấn đề thôi. Bây giờ mình nói điểm mạnh trước này. Hồi nãy giờ Yến với mọi người đã thấy một cái thế giới, một cái chỗ quá thuận lợi về thị trường. Mình nằm ngay giữa ngã tư đường, mình nằm ngay cái hấp, đúng không? Đấy là điểm mạnh nha. Điểm yếu cốt tử của Việt Nam này là time. Thời gian không thể đợi chúng ta. Dần dần thay đổi tư duy tới khi ra thị trường. Giống như thời điểm này, mấy ông lãnh đạo cao nhất của ngành này vẫn đi mua iPhone 4 xài. Thế giới nó đã đi tới iPhone 11 rồi. Thì chúng ta quá chậm để ra quyết định. Và cái điều nguy hiểm cuối cùng ở đây anh muốn nói về sự minh bạch. Khi bọn anh ở nước ngoài về làm việc thì
Một cái rào cản lớn vô cùng của doanh nghiệp Việt Nam là không minh bạch. Với chuyển đổi số nha, cái lợi là người ta chia sẻ cho khách hàng biết tất tần tật những gì đang xảy ra, để làm gì. Thật ra bọn nó rất thông minh để chính khách hàng tham gia và giải quyết vấn đề. Anh giả định như cách đây 10 năm, nếu anh đặt một món hàng ở Mỹ, gần một tháng nó mới về tới đây. Dạ đúng rồi. Em thấp thỏm, em lo, em không biết bao giờ nó trễ. Không biết nó đến đâu rồi. Đúng rồi. Không biết đang bị gì, có bị hải quan dùm lại hay không. Rồi. Hiện nay em lên Shopee. Dạ. Em lên Lazada. Em đặt hàng nha, là anh coi đơn hàng đi từng đoạn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em có thấy sự khác biệt không? Dạ đúng, đúng, đúng. Cái này trong công nghệ bọn anh nó gọi là Customer Access, tức là mở toang cửa cho khách hàng tham gia. Như vậy hiện nay Yến mà thấy có chuyện gì là em cái mốc này nó đang đỏ nha, em kiếm chuyện liền anh. Chính xác. Thì đó, dạ. Em không phải là kiếm chuyện nhưng em giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn. Tại vì lãnh đạo nó không biết cái chuyện nó xảy ra. Nếu mà anh biết trước là nó đang kẹt ở đằng kia, hải quan ở Trung Quốc nó đang giữ, thì ở đây anh chuẩn bị hàng khác để anh chạy, đúng không? Nhờ khách hàng để mà đưa ra những cái thông tin cho đơn vị. Đúng. Chính như vậy, nếu chúng ta không thay đổi tư duy, nghèo càng nghèo mà mấy thằng giàu nó càng giàu hơn. Tại vì đó là cái sự thông minh, thì như vậy chúng ta đã đóng gói rất là nhiều giải pháp cho cái ngành logistics. Thì qua những cái chia sẻ nãy giờ rất là hữu ích, về một người coi như là không biết gì như em cũng đã biết được hòm hòm về những cái khái niệm về số hóa, chuyển đổi số và thế nào là logistics, và những khó khăn cũng như là cơ hội. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi từ khán giả. Dạ, câu hỏi đầu tiên: tôi là một startup về lĩnh vực vận tải và logistics. Để phù hợp với thực tế, tôi đang tìm hiểu về logistics xanh. Chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về logistics xanh và các giải pháp để xanh hóa logistics. Thôi em chịu thua nha. Dạ. Em chỉ đọc thôi đó. Đây là một chủ đề đang rất hot. Mọi người đều biết cái câu chuyện mà trái đất thì đang đối mặt, đó là sự nóng dần lên. Băng tan chảy và nhiều thành phố sẽ bị chìm, đúng không? Và tất cả đang cùng chung một cái nỗ lực là bảo vệ môi trường, là giảm cái phần nhiệt độ tăng. Có rất nhiều sáng kiến và nó được đúc kết bằng những cái thỏa thuận. Đó là thỏa thuận về nghị định thư Kyoto năm 2002 và cái mới nhất là cái hiệp định Paris 2020, và các nước cùng đưa ra cam kết kéo cái mức khí thải của mình xuống, được gọi là cái COP26. Việt Nam là một trong những nước cam kết về mặt kéo cái khí thải nó xuống. Trong logistics nó liên như thế nào? Nó liên là logistics là di chuyển thì động cơ sẽ thải ra khí thải ra môi trường. Thế làm sao kéo cái mức khí thải nó xuống là cái yêu cầu mà bắt buộc luôn. Cho nên là ở châu Âu á, là đến năm 2030 là không còn xe xăng, không còn xe điện, chỉ có xe điện thôi. Nên bước đi của VinFast là cực kỳ thông minh, chuyển qua xe điện luôn ngay lập tức, bởi vì không còn cửa làm xe xăng. Quay lại logistics thì cái logistics xanh được định nghĩa như sau: thứ nhất là chuyển từ động cơ xăng sang động cơ điện, thứ hai là chuyển đổi về cái sử dụng năng lượng tái tạo. Ví dụ như là cùng xe điện để chờ pin sạc thì hình dung là cái xe sau này là nó lắp pin mặt trời, năng lượng mặt trời sử dụng ngay trên cái thân xe luôn, và nó dùng nó để vừa cung cấp điện vừa cung cấp cái máy lạnh ở trong xe, nếu mà cần chở thực phẩm như kia thì cần cái bảo quản nhiệt độ, nó tận dụng cái năng lượng lãng phí. Thì đó là những cái ví dụ thực tế. Thì logistics xanh với cái cơ hội đấy thì các bạn mà làm startup thì có thể quan tâm các cái giải pháp mà ví dụ như liên quan đến pin năng lượng mặt trời, ví dụ như liên quan đến sử dụng cái năng lượng pin mà dùng trong cái động cơ chạy bằng pin. Thế giới họ đi trước mình, nhưng mà nếu như mình dịch chuyển, mình chọn cái món này là mình đâu đó mình tiệm cận được với thế giới. Và cái cơ hội với cái sự thông minh, với cái sự mà kiên trì quyết tâm về Việt Nam á, mình tin là đó là một cái hướng đi đáng để bạn đầu tư. Vậy thì em xin đến với câu hỏi tiếp theo. Xin chào chuyên gia, công ty tôi đang trong quá trình chuyển đổi số cho công ty về vận tải. Tôi muốn hỏi khi tôi bắt đầu quá trình số hóa cho vận tải thì tôi cần chuẩn bị những gì? Câu hỏi này nó rất thực tế với khoảng vài ngàn doanh nghiệp vận tải đang có. Đó là tôi đi lên từ nghề vận tải, tôi mua xe, tôi kêu anh em tôi vô, tôi có một đội khoảng 50 chiếc xe và tôi gọi điện thoại, tôi xử lý. Đó là con người truyền thống, họ phần lớn sẽ gặp câu chuyện khó khăn về chuyện là tăng trưởng, giám sát, quản lý. Và cách dễ nhất là khoán trách nhiệm. Ông tài xế đó, tháng đó, chi phí đó, còn lại lời là chia. Nó dẫn đến chuyện mất khả năng kiểm soát. Chuyện chuyển đổi số nó bắt đầu từ, như anh Hòa nói, là từ số hóa. Số hóa như thế nào? Rất đơn giản. Mỗi anh tài xế cho cái điện thoại, smartphone, cài phần ứng dụng, giao tiếp, nhận đơn, giao hàng xong, chụp hình, báo cáo, tất cả đều làm trên điện thoại. Và ở nhà thì có thông tin real time, thì cái người quản lý sẽ biết là vậy thì điều chiếc xe nào đi hợp lý nhất, ông nào tài xế nào kinh nghiệm vùng nào tôi biết, ông nào là chạy
hiệu quả về xăng. Cái dữ liệu nó chính là cái câu trả lời cho cái cơ hội. Và lúc đấy thì cái việc chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp ngay lập tức có cơ sở để tiết kiệm được chi phí, kiểm soát được vấn đề và thích nghi với các cái cơ hội mới, đó là à như vậy mình có cái đội xe, mình thay vì để chờ lãng phí, mình có thể tham gia các cái sàn vận chuyển, các cái platform như Logivan, như EcoTruck, như Smartlock và có thêm doanh thu. Nó câu chuyện nó bây giờ nó cực kỳ dễ dàng, chỉ cần một điều duy nhất, anh chị có muốn thay đổi hay không? Cảm ơn những cái chia sẻ cho rất là thiết thực qua hai câu hỏi vừa rồi. Thì em cũng xin đúc kết sơ sơ lại phần 1 để xem có hiểu đúng không nha hai anh. Thì có nghĩa là những cái gì mình nói về số hóa, chuyển đổi hóa là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Và vấn đề là chúng ta cũng đã tìm thấy được những cái, nhìn thấy được cái cơ hội rất là lớn, một cái bức tranh vô cùng lớn. Và quan trọng nhất là tư duy chúng ta có chịu đổi mới hay không. Chính xác. Để bởi vì rõ ràng cái thị trường này vẫn còn là một miếng bánh quá lớn. Đúng rồi. Và vẫn chưa có được quá nhiều cơ hội trong đó. Chính xác. Mặc dù mình nhìn thấy quá nhiều thứ nhưng chưa ai làm nhiều. Thưa quý vị, thì khi mà logistics đang ở đỉnh cao của xu hướng thì đương nhiên là sẽ có rất rất là nhiều những bạn trẻ lựa chọn ngành nghề này để theo học. Nhưng mà liệu việc định hướng nghề nghiệp của các bạn có đang đi đúng hướng hay không? Vậy anh ơi, em hỏi là các bạn trẻ hiện nay chọn cái nghề logistics là một công việc để làm luôn, hay chỉ đơn thuần nó chỉ là một xu hướng giống như là ngành kiểm toán 15 năm về trước mà thôi? Trước đây, nếu một thế hệ như tuổi bọn anh học lớp 12 xong vào đại học thì bố mẹ bắt học kỹ sư và bách khoa, học giỏi thì học y khoa, vân vân, tức là những cái ngành nghề truyền thống nó nằm sâu trong đầu người Việt. Bây giờ nếu em bảo là em sẽ ra trường em học ngành Green Man, tức là một ông xanh trong ngành logistics, thì bố mẹ không ai hiểu gì hết. Và chính các bạn không hiểu gì. Anh muốn các bạn định hướng theo nhu cầu, và mình ra trường trong 5-10 năm tới thì mình phải coi cái trend nó là cái gì. Như vậy nó sẽ có vô vàn ngành nghề mới. Ví dụ em đánh một cái câu là logistics hiện đại, tiếng Anh nó là modern logistics chẳng hạn. Như vậy các bạn bắt đầu phải tìm hiểu, nếu không các bạn rơi vào một cái vòng xoáy giống y như thế hệ bố mẹ cũ, là không thay đổi tư duy được. Trong cái logistics nó có một cái sự sai lầm, một cái sự sai lệch rất nghiêm trọng mà mọi người cần phải nhìn nhận. Đó là sinh viên học ngành logistics là học quản trị. Quản trị có nghĩa là bạn hình dung là cái người cấp manager, cái người cấp lãnh đạo một cái công ty. Còn trong thực tế các bạn sẽ gặp những thứ công việc, nghiệp vụ cụ thể. Bạn sẽ cần biết nghiệp vụ về kho hàng, nghiệp vụ về điều phối vận tải, nghiệp vụ về chứng từ, thủ tục hải quan. Đó là những nghiệp vụ cụ thể. Thế nên khi mà các bạn học logistics ra, các bạn chắc chắn fail nếu như không có sự chuẩn bị. Bởi vì các bạn nắm một thứ rất là lý thuyết và hàn lâm. Nó giống như một cái móng thôi. Cái móng đấy bạn quyết định xây lên là bạn làm cái sự nghiệp, bạn đi về mảng kho vận, mảng vận tải, mảng chuyên gia phân tích, mảng phần mềm ứng dụng, là những cái ngách, cái công việc cụ thể mà thị trường là đang cần. Thị trường không cần một cái tờ giấy trắng đưa vô, họ cần người có kỹ năng kinh nghiệm. Khi bạn không có kỹ năng kinh nghiệm, bạn phải được đào tạo lại. Và vô hình chung là nó có một cái vấn nạn rất lớn là các bạn sinh viên bỏ hàng chục, hàng trăm triệu tiền đi học đại học logistics, và khi mình hỏi bạn kỳ vọng thu nhập, dạ em kỳ vọng 8 triệu một tháng. Đó là tâm lý thích làm thầy hơn làm thợ, trong khi cái ngành này là ngành thực chiến, ngành để làm những công việc rất vận hành hàng ngày. Họ cần thợ, họ cần nghiệp vụ, chứ họ không cần thầy. Có một câu hỏi em muốn hỏi anh Khiêm. Hồi nãy anh có nói là anh tốt nghiệp một cái trường hoàn toàn khác, một cái chuyên ngành hoàn toàn khác, thì cái lý do tại sao anh lại rẽ ra sang làm logistics, có phải là anh nhìn thấy tương lai của nó từ rất là lâu rồi hay không? Và trong cái quá trình anh rẽ qua như vậy, anh làm công việc logistics như vậy á, thì anh đã gặp cái thất bại nào đau đớn nhất trong cuộc đời của anh? Ngày xưa mình đi học đại học, như anh Thái Hà nói, không có một cái ý niệm gì về ngành nghề. Chỉ vì đơn giản bách khoa là trường nhiều người giỏi, và đi vô học cũng không biết ra để làm cái gì. Thế là khi đi học, học các chuyên ngành xong rồi cũng ra đường không biết gì, thì dễ nhất là đi tham gia các chương trình quản trị viên tập sự. Đơn giản là học sinh giỏi thì đi thi các cái giải đó, và mình vào Procter & Gamble, tự hào là công ty lớn thứ hai thế giới về mặt hàng tiêu dùng nhanh. Thì trong những cái thành công của anh thì anh đã phải trải qua những cái thất bại đau đớn như thế nào? Em thì cũng có, chứ cũng có thấy anh cũng rất là nổi tiếng qua có những cái phát ngôn của anh ở đây gây bão rất là một thời gian rất là kinh khủng. Thì không biết những phát ngôn đó là nó ảnh hưởng đến anh cái cuộc sống hiện tại hay không, và cái thời gian đó anh đã phải vượt qua nó như thế nào? Mình là một, tạm gọi là một người cho đến hiện giờ là may mắn, và cái may mắn đó là kết quả của rất nhiều thất bại mà vẫn còn ngồi ở đây. Có nghĩa là mình là một, đầu tiên là một người rất dễ bỏ việc, mình nhảy việc rất nhiều công ty qua rất nhiều môi trường. Cái thứ hai là vì nhảy nhiều cho nên không có một thành tựu cụ thể. Kể cả với Smartlock thì cho tới giờ người ta vẫn nhìn mình là một tấm gương thất bại. Mình được lấy ra làm ví dụ về pitching, về rất nhiều lỗi,
mà cần phải rút kinh nghiệm. Đó là một cái giai đoạn rất đen tối. Và cái cảm giác mà ở thời điểm hậu sát tăng á, là cảm giác xin sếp nghỉ việc, là cảm giác vợ chồng lục đục đến mức muốn ly dị. Và tất cả những cái cảnh giới tạm gọi là đau khổ đó, nó một cách may mắn mình vượt qua được. Và ngày hôm nay mình vẫn còn ngồi ở đây. Trước đây cái mình cũng giống mọi người, đó là cảm giác xấu hổ khi mà bị chê. Mình không dám đọc những cái comment mà mang tính tiêu cực. Và nó giống như nó một cái cục đá nó đè nặng trong lòng, rằng mình là một người thất bại. Mình chỉ nói và mình không có một cái giá trị gì cụ thể. Và cho tới khi mình chạm được cái câu này thì mình là ít ra mình có một cái giá trị nào đó. Mình chưa đặt gọi tên được cách chính xác, nhưng nếu như sự tồn tại của mình nó phải có một cái lý do nào đó. Thì việc đầu tiên thôi là hãy chấp nhận cái bản thân mình cao 1m6, nặng nhiều đôi ký và hiểu biết cũng chỉ gần đó. Mình đưa mình vào trạng thái rỗng. Chính từ cái trạng thái đấy thì bỗng nhiên mình hình dung được con đường đi nó một cách rất rõ ràng. Mình là một người kết nối, mình không phải là một kỹ sư. Và mình sứ mệnh của mình là tìm cách giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam có một tương lai tốt hơn mình và không vướng vô những cái sai lầm mà mình đã trải qua. Vậy là 365 Connect. Và đó là lý do mình cùng với các anh chị lập ra công ty 365 Connect ra đời từ đó. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì anh có một cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ và đang có xu hướng chọn ngành vận tải logistics không? Cái mà mình muốn nhắn gửi các bạn đang quan tâm ngành này là các bạn cần tìm hiểu thông tin ngành này một cách đầy đủ và rõ ràng. Cái may mắn các bạn là thông tin ngành này nó rất là dễ dàng tìm kiếm rồi. Và các bạn cần chọn lựa coi mình có thật sự phù hợp hay không. Cái thu nhập của cái ngành này có đúng như cái mong đợi của bạn hay không. Cái cơ hội thật sự nó đang nằm ở đâu. Tại vì mình cần nhìn bức tranh lớn. Việt Nam là một nước cơ bản là nhập khẩu và xuất khẩu. GDP Việt Nam khoảng 350 tỷ, thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã hơn 700 tỷ, nghĩa là gấp đôi GDP. Thế thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu là phải nhập khẩu về, đúng không? Phải xuất khẩu đi. Logistics là ở đó. Thứ hai là thị trường nội địa Việt Nam đang khoảng 200 tỷ đô, 100 triệu người tiêu dùng. Cái chuyện vận chuyển, luân chuyển hàng hóa trong nội địa là nhu cầu rất lớn. Thế tóm lại là nhu cầu về logistics thì rất lớn. Và thứ ba là bạn hoàn toàn có quyền gia nhập vào cái thị trường logistics toàn cầu, vì tính chất công việc nó chuẩn rồi. Bạn hoàn toàn có thể đi làm tại Dubai, tại Singapore, thậm chí tại Mỹ, nếu như bạn có đủ chứng minh, đủ năng lực và cái mức cạnh tranh của bạn là hoàn toàn có. Thì hãy phóng chiếu cái tầm nhìn là mình là công dân toàn cầu và mình tham gia thị trường lao động toàn cầu, chứ không phải là ra trường và kỳ vọng mức lương 8 triệu đồng. Trong khi mình hoàn toàn có khả năng được nhiều hơn như vậy. Cảm ơn anh. Và chương trình của chúng ta là chương trình kết nối, cho nên là thưa quý vị khán giả, nếu mà quý vị khán giả có bất cứ một thắc mắc nào về một vấn đề nào thì quý vị đừng ngần ngại mà hãy gửi thư về cho chương trình của chúng tôi, đó chính là chuyên gia nói amocmcvnetwork.com. Và sau đây là phần câu hỏi của khán giả. Em có một câu hỏi như thế này. Chào chương trình, em là Hoài Anh, 18 tuổi, em sắp tốt nghiệp trung học phổ thông và đang lựa chọn cho mình ngành học phù hợp để sau này có một công việc ổn định. Hiện nay thì em thấy ngành học Logistics đang phát triển nên em cũng muốn theo học. Vậy để thi vào ngành học Logistics thì em cần phải chuẩn bị cụ thể những gì? Và ngành học Logistics bao gồm những chuyên ngành chính nào ạ? Cũng như là hiện nay đang có cơ sở cấp đại học nào đào tạo chuyên sâu về Logistics? Thì mình chia sẻ góc độ thông tin. Thứ nhất, về đào tạo chuyên ngành Logistics thì hiện nay đã về chính thống luôn là khoảng hơn 10 trường. Ví dụ như trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Quốc tế, các trường dân lập như là Văn Lang, Hồng Bàng, vân vân, Tôn Đức Thắng đều có cái chuyên ngành là Logistics rồi. Các cái chương trình thì đều mang tính tiệm cận với kiến thức của thế giới luôn. Còn về sự chuẩn bị, các bạn chỉ cần communication, và thứ hai là khả năng problem solving, khả năng giải quyết vấn đề, toán ok một chút là được. Thứ hai là về cái kỹ năng về communication thì môn văn, môn tiếng Anh tốt một chút là các bạn hoàn toàn có thể tự tin. Như là toán, văn, anh thì nó sẽ phù hợp với khối D. Cách thứ hai, bạn đừng đi học đại học, bạn học nghề giùm tôi. 6 tháng, 1 năm, 2 năm là có một cái nghề và các bạn bắt đầu học luôn cái nghề đấy. Và các bạn vững cứng chuyên môn ở cái nghề đấy, các bạn trở thành chuyên gia trong cái nghề đấy thì các bạn vẫn sống tốt được. Cho nên bạn cần rất rõ cái mong đợi của mình, cái điểm mạnh của mình để chọn lựa đúng. Thì có thể bạn không cần phải mất 4 năm đại học, bạn có thể đi thẳng vô chuyên ngành. Học cấp 3 xong là có thể mất 1-2 năm là gia nhập luôn vào thị trường lao động. Đó là những câu trả lời vô cùng là xác thực cho câu hỏi vừa rồi. Và còn thêm một câu hỏi nữa nha anh. Em đang là sinh viên năm cuối ngành học Logistics nhưng còn đang phân vân khi ra trường sẽ chọn ngành cụ thể nào để làm việc và những kiến thức chuyên môn cần có là gì?
các bạn sinh viên, các bạn được đào tạo để làm nhà quản trị, các bạn sẽ bị sốc nếu như các bạn hỏi về công việc cụ thể. Thị trường lao động thì đòi hỏi nhân lực để làm các công việc cụ thể. Thế thì tốt nhất nếu như mà bạn định vị mình là nhà quản lý, bạn cứ lao vào, bạn học, bạn tích lũy trải nghiệm để sau này bạn lên bạn làm quản lý. Anh bổ sung cái câu trả lời này cho các bạn ấy là hiện nay với những ngành học mới như thế này thì kể cả các thầy, kể cả các chuyên gia cũng đang phải tự học. Yeah. Đúng không? Thế thì các bạn, anh lại nhìn là các bạn thuận lợi hơn các chuyên gia thế hệ tuổi bọn anh là khả năng cập nhật Internet và khả năng đi tìm. Như vậy người thầy lớn nhất của bạn là Google. Hãy tận dụng tối đa những từ khóa, những gì liên quan tới ngành học các bạn chuyên sâu. Các bạn sẽ phát hiện ra một thế giới khác thì các bạn sẽ đi vào đấy. Và quan trọng là các bạn phải biết chọn lọc thông tin. Chính xác. Bởi vì hiện nay là thông tin online trên mạng là coi như rất là nhiều thứ và đa chiều. Cho nên chúng ta quan trọng nhất là phải biết chọn lọc, đúng không anh? Dạ. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì liệu hai anh còn gì muốn đúc kết cho chủ đề lần này nữa hay không? Hồi nãy Yến hỏi rất là hay là cái cốt của bạn Phim. Thì hôm nay tôi đưa đến đây một cái câu: với thời hậu Covid, hàng đi tìm người. Các bạn để ý này, trước Covid, du lịch đi khắp nơi, con người đi mua hàng. Dạ. Anh muốn đi ra siêu thị, anh chạy tới siêu thị anh tìm hàng. Nhưng Covid nó làm gì? Nó đóng băng người lại. Người không di chuyển được nữa. Người bây giờ em đi là bị cách ly. Thế thì điều gì đang xảy ra trên thế giới? Người không di chuyển được thì hàng phải di chuyển tìm người. Đúng rồi, em là em. Chính xác. Trong mua online, đúng, mua online rồi đặt ứng dụng. Và quan trọng nhất là cái bên nào họ giao được nhanh. Chính xác. Là bên đó được ưu tiên, đúng không anh? Và kể cả những món hàng trước đây mình không bao giờ hình dung mua online được. Ví dụ tôi vừa giúp một cái tập đoàn ở Đồng Kỵ phía Bắc, họ bán một cái trường kỷ hay là một cái những cái sofa lớn bằng gỗ, gỗ đẹp của Đồng Kỵ nha, 1 tỷ một bộ sofa. 1 tỷ một bộ sofa. Có bao giờ Yến nghĩ là mua một cái sofa 1 tỷ mà mua online không? Làm sao? Phải tới rờ, phải coi gỗ, phải touching. Với công nghệ ngày nay, chúng ta có những cái demo, những cái marketing. Người ta cảm thấy thoải mái như người ta được touch đồ thật. Đối với mình thì anh Thái Hòa có một câu rất hay, đó là hàng đi tìm người. Thì cái câu của mình nói với anh Thái Hòa là thông tin sẽ đi đến cái người cần, chứ người không đi kiếm thông tin. Công nghệ sẽ giúp thông tin nó đi đến người cần. Bạn cần cái gì, thông tin đó nó sẽ hiện ra. Đó là tương lai mà các bạn hướng tới. Anh Hòa, em nghĩ là anh còn một vài vấn đề nào muốn chia sẻ không anh? Thật ra đúc kết thì nãy là Phim cũng nhắc đi nhắc lại rồi, chúng ta nên nhớ là hàng đi tìm người. Nhưng mà bây giờ hàng á thì phải mở ra hệ sinh thái của hàng. Anh nói ví dụ, nếu anh có một lời khuyên nhé, bây giờ mà anh có tiền anh sẽ đầu tư vào packaging, tức là hộp đóng gói. Dạ, đóng gói. Các bạn nhìn nè, hàng hiện nay Grab nó đi giao nó quấn tá lả hết, tức là nó không hề có một cái khuôn mẫu gì cả. Các bạn hình dung nếu có một công ty nào đó đầu tư các hộp mẫu theo từng loại module, làm đặt hàng xong chuyển về công ty đóng gói, cực kỳ chuyển. Và nếu anh có tiền anh sẽ đầu tư một cái tập đoàn chuyên đóng gói hàng chuyên nghiệp, thì nó cung cấp cái tứ giá trị cho cái ngành hàng nó đang đi tìm người, đúng không? Hàng đi tìm người thì phải gói nó lại. Và ý ở đây là cái hệ sinh thái nó vô tận, thì các bạn phải tạo ra cơ hội cho mình. Và may mắn cho các bạn là Covid đã đẩy thế giới chúng ta vào bắt buộc phải thay đổi. Các bạn đừng có ngần ngại nữa, trước mặt các bạn là một cái computer, thay vì chỉ để chơi game, chỉ để lên coi những cái fake news vớ vẩn, thì các bạn có một cơ sở tri thức để các bạn khai thác. Thì đó là lời chúc về tri thức cho các bạn. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, phần trao đổi vừa rồi của anh Nguyễn Hữu Thái Hòa và anh Trần Duy Kim cũng đã khép lại chương trình Chuyên gia nói số này. Và xin cảm ơn hai anh đã dành thời gian quý báu đến tham gia cùng với chương trình và với kèm với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Thưa quý vị, chương trình Chuyên gia nói của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát lại trên các hệ thống của MCV Network, bao gồm TikTok, Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.